những diễn biến mới nhất về cuộc chiến Ukraine và thế giới trong 24 giờ qua. Liên minh châu Âu phản ứng tuyên bố của đại sứ Trung Quốc tại Pháp liên quan đến chủ quyền của các nước hậu Xô Viết. Báo Mỹ, Washington khuyên Ukraine rút khỏi bắt mút trước vòng vây của Nga. Ukraine triển khai UAV sát thủ cảm tử tập kích lực lượng Nga Nội chiến trong lực lượng lính xâm lược của Moscow, lính Wagner ẩu đả, đấu súng với binh sĩ Nga. Quân Ukraine ồ đổ bộ lên tả ngạn Kherson, phòng tuyến Nga bị phá vỡ, lính Nga bỏ chạy, quen chiếm các vị trí quan trọng. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị trong phần tin chi tiết ngay sau đây. Uyên My rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Kính chúc gia đình và quý vị thật nhiều niềm vui và một tuần làm việc hiệu quả. EU phản ứng tuyên bố của Đại sứ Trung Quốc tại Pháp liên quan đến chủ quyền của các nước hậu Xô Viết. Kính thưa quý vị, Đại sứ Trung Quốc tại Pháp nói rằng, các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ không có tư cách hiệu lực về mặt luật pháp quốc tế là không thể chấp nhận được. Điều này đã được tuyên bố bởi người đứng đầu cơ quan ngoại giao châu Âu Joseph Borrell. Những nhận xét của đại sứ Trung Quốc tại Pháp đặt câu hỏi về chủ quyền của các quốc gia giành độc lập sau sự sụp đổ của Liên Xô vào năm 1991 là không thể chấp nhận được, ông Boré nói. Như nhà ngoại giao đã lưu ý, Liên minh châu Âu chỉ có thể giả định rằng những tuyên bố này không phản ánh chính sách chính thức của nhà nước Trung Quốc. Trước đó, ông Liu Shi, đại sứ của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Pháp, đã đưa ra một tuyên bố liên quan đến các nước hậu Xô Viết. Ông cũng gọi Crimea là đất của Nga. Đại sứ Ukraine tại Pháp Vadim Omelchenko đã phản ứng về điều này. Ông nói rằng không có chỗ cho sự mơ hồ Crimea là của Nga. Những tuyên bố như vậy mâu thuẫn với quan điểm của Trung Quốc về nỗ lực khôi phục hòa bình ở Ukraine dựa trên luật pháp quốc tế cũng như các mục tiêu và nguyên tắc của hiến chương Liên Hợp Quốc. Mikhailo Podolyak, cố vấn của người đứng đầu văn phòng tổng thống Ukraine, cũng gọi những lời của nhà ngoại giao Trung Quốc liên quan đến Crimea là cực kỳ vô lý. Báo Mỹ, Washington khuyên Ukraine rút khỏi Bakhmut trước vòng vây của Nga. Mỹ được cho là đã cảnh báo chính quyền Kiev rằng các lực lượng vũ trang Ukraine sẽ không thể giữ được thành phố Bakhmut trước cuộc tấn công của Nga. Washington Post đưa tin. Báo Washington Post dẫn các tài liệu Pirori cho biết, từ tháng 1, chính quyền Mỹ đã cảnh báo Ukraine về khả năng bị quân đội Nga bao vây ở thành phố Bakhmut, thuộc tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine tài liệu được đánh dấu là tuyệt mật, cho rằng các bước tiến đều đặn của Nga kể từ tháng 11 năm ngoái đã gây nguy hiểm cho khả năng của Ukraine trong việc giữ vững thành phố Bakhmut. Tài liệu chỉ ra rằng các lực lượng Ukraine có thể đối mặt với nguy cơ bị bao vây trừ khi họ rút quân trong tháng tới. Tuy nhiên, theo Washington Post, tất cả cảnh báo trên đều bị chính quyền KF phớt lờ. Hãng Bloomberg hồi tháng 2 dẫn lời các quan chức Mỹ và châu Âu cho biết phương Tây đã khuyên Ukraine nên chờ thời cơ để mở rộng cuộc tấn công vào mùa xuân. Theo các quan chức phương Tây, để bảo toàn cho lực lượng trước khi các xe tăng chủ lực do phương Tây viện trợ được bàn giao, Ukraine nên chấp nhận rút quân khỏi Bắc Mút. Bloomberg đưa tin, phương Tây khuyến khích Ukraine nên rút về hướng Tây lập phòng tuyến mới nhằm ngăn Nga tiếp tục tiến đến các thành phố Kramatorsk và Slavyansk. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hồi tháng trước tuyên bố, Bắc Mút mang giá trị biểu tượng nhiều hơn giá trị chiến lược và tác chiến Ông cho rằng bắt mút thất thủ cũng không có nghĩa Nga có thể thay đổi được cuộc diện của cuộc chiến này. Bắc Mút là thành phố nhỏ thuộc tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Các cuộc giao tranh giành kiểm soát Bắc Mút giữa Nga và Ukraine đã kéo dài suốt nhiều tháng qua và khiến hai bên hao tổn nguồn lực khổng lồ. Đây là mặt trận duy nhất Nga đạt được bước tiến lớn kể từ mùa hè năm ngoái. Các chuyên gia cũng cho rằng Bắc Mút có rất ít giá trị chiến lược, chủ yếu mang giá trị biểu tượng, Tuy nhiên, Moscow cần một chiến thắng để xốc lại tinh thần lực lượng và chuẩn bị cho một kế hoạch tấn công quy mô lớn vào mùa xuân hoặc mùa hè năm nay. Giới chức Ukraine cũng thừa nhận Bakhmut hiện không còn quá nhiều giá trị chiến lược, nhưng quân đội nước này nỗ lực giữ thành phố lâu nhất có thể để bào mòn nguồn lực và cầm chân lực lượng Nga trong thời gian cho viện trợ từ phương Tây. Ukraine lo ngại rằng nếu kiểm soát được Bakhmut, Nga có thể mở rộng tiến công sang các thành phố than chốt khác ở miền Đông. Mặt khác, Ukraine nhận định, với việc giữ chân Nga ở Bakhmut, ép đang làm Moscow hao hụt lực lượng tinh nhuệ hàng đầu trong bối cảnh Ukraine đang lên dây cốt cho cuộc phản công lớn trên diện rộng. Ukraine triển khai UAV sát thủ cảm tử tập kích lực lượng Nga Hình ảnh từ hiện trường cho thấy Ukraine bắt đầu sử dụng UAV tự sát Switchblade 600 do Mỹ viện trợ để tập kết các lực lượng của Nga. A Russian Times đưa tin, một đoạn video do binh sĩ Nga quay từ hiện trường cho thấy mạnh vỡ của một máy bay không người lái UAV được cho là Switchblade 600. Squidplay là dòng UAV tấn công chiến thuật được sản xuất bởi Aero Venement, một nhà thầu quốc phòng của Mỹ có trụ sở tại Arlington, Virginia. Chính quyền Mỹ đã cam kết viện trợ Squidplay từ năm ngoái. Hiện có hai mẫu máy bay không người lái mang tên Squidplay là Squidplay 300 và Squidplay 600. Chiếc Squidplay 300 được sử dụng để tấn công chính xác các mục tiêu đơn giản trên mặt đất, trong khi chiếc Squidplay 600 được sử dụng để tiêu diệt các xe bọc thép hoặc xe tăng. Vũ đội Ukraine trước đó đã triển khai biến thể Skiplay 300 nặng 2,5 kg, bao gồm cả đầu đạn và có thời gian hoạt động 15 phút. Trong khi đó, Skiplay 600 là biến thể có tầm tấn công mở rộng lên 40 km, nặng 54,4 kg, gồm thuốc nổ và được trang bị bộ cảm biến hồng ngoại và quang điện tử kép. Trong thời gian qua, Skiplay được ghi nhận đã đánh trúng một số mục tiêu quân sự của Nga trên chiến trường nó thường được bắt gặp với một UAV trinh sát để đảm bảo khả năng phát hiện mục tiêu hiệu quả hơn. Theo thông số từ nhà sản xuất, SkyPlay có thể bay với tốc độ 101 km/h và cự ly hoạt động khoảng 80 km. Nó có gắn camera cung cấp cho người vận hành hình ảnh hiển thị mục tiêu của khu vực tác chiến và hoàn toàn có thể thay đổi mục tiêu giữa hành trình. Squibblade rất khó bị radar đối phương phát hiện và có thể sử dụng để tấn công chính xác mục tiêu, thậm chí có thể phá hủy xe bọc thép và xe tăng. Squibblade 600 được ví như một quả bom thông minh tự hành, có thể bay lòng vòng quanh mục tiêu chờ thời cơ tấn công. Ngoài các dòng Squibblade, Mỹ cũng viện trợ cho Ukraine UAV tự sát, bóng ma phượng hoàng, Phoenix God do nhà thầu Yves Aerospace sản xuất. Không có nhiều thông tin về thiết kế của Phoenix God, nhưng nó được cho là có điểm tương đồng với máy bay không người lái Switchblade. Phía Airbus cho biết, Phoenix God có khả năng chống lại các phương tiện bọc thép hàng trung. Nội chiến trong lực lượng lính xâm lược của Moscow, lính Warner ẩu đả đấu súng với binh sĩ Nga. Quân đội Ukraine cho rằng lính chính quyền Nga và các thành viên Warner đã đấu súng tại khu dân cư ở tỉnh Lugan sau trận ẩu đả. Quân đội Nga và Tập đoàn Quân sự Tư nhân Wagner đang tìm cách đổ lỗi cho nhau khi không đạt được bước tiến trên chiến trường. Họ đổ trách nhiệm cho nhau về tính toán sai lầm về chiến thuật và tổ thất. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine vào ngày 23 tháng 4 ra báo cáo cho biết. Theo cơ quan này, tranh cãi đã châm ngòi cho trận ẩu đả giữa các quân nhân Nga và nhóm tay súng Wagner tại làng Stanisla Luganskaya thuộc tỉnh Lugansk. Hai bên sau đó đấu súng khiến một số người thiệt mạng. quan cho biết sự việc xảy ra gần đây nhưng không công bố thời điểm cụ thể và thông tin chi tiết về thương vong của hai bên. Nga chỉ bình luận về thông tin của phía Ukraine. Kvartner và quân đội Nga gần đây từng tranh cãi về vấn đề cung ứng đạn dược. Lãnh đạo Kvartner, Yevgeny Prigozhin, công khai chỉ trích các chỉ huy quân đội Nga chậm trễ trong quyết định chuyển đạn, khiến nhiều đơn vị của tập đoàn quân sự tư nhân chịu tổn thất nặng. Tập đoàn Wagner được cho là đã đưa hàng chục nghìn thành viên tham gia nhiều chiến dịch cùng quân đội chính quyền Nga tại Ukraine. Lực lượng Wagner đang đóng vai trò mũi nhọn trong chiến dịch tiến công thành phố Bakhmut ở tỉnh Donetsk, trong khi quân chính quyền Nga yểm trợ hỏa lực và ngăn Ukraine đánh tạc sườn họ. Quan chức Donetsk do Nga bổ nhiệm ngày 21 tháng 4 thông báo lực lượng Wagner đã tiếp cận và kiểm soát khu vực dài hàng trăm mét trên đường từ Yar tới Bakhmut, các đứt tuyến tiếp tế của Ukraine. Người này tuyên bố lực lượng Wagner đã kiểm soát 90% diện tích Bắc Mút và đã tiến quân họ không thể bị ngăn cản. <laughs> Truyền thông phương Tây đưa tin Wagner định cắt giảm hoạt động tại Ukraine và tập trung vào châu Phi do thiếu nhân lực và đạn dược sau nhiều tháng tham chiến tại Bắc Mút. Ông Prakosin sau đó bác thông tin và tuyên bố Wagner tiếp tục tham gia chiến dịch của Nga chừng nào tổ quốc còn yêu cầu. Quân Ukraine ồ ạt đổ bộ lên tảng ngàn Kherson, phòng tuyến Nga bị phá vỡ, Ukraine chiếm các vị trí quan trọng. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW tuyên bố rằng, các lực lượng Ukraine đã chiếm các vị trí ở tảng ngàn phía đông của sông Dnipro ở Kherson, theo Brada. Các nhà phân tích tại ISW nói rằng, các nhà báo quân sự của Nga đã cung cấp đủ cảnh quay video và tin nhắn văn bản có liên quan đến địa lý để xác nhận rằng các lực lượng Ukraine đã chiếm các vị trí ở bờ phía đông của Kherson. Đoạn phim định vị địa lý được xuất bản bởi một mi Blogger Nga vào ngày 22 tháng 4 cho thấy các lực lượng Ukraine đã thiết lập các vị trí trên bờ sông Dnipro phía bắc Oski cách Kherson 7 km về phía tây nam và tiến đến vùng ngoại ô phía bắc của khu định cư trên đường cao tốc E97 cũng như phía tây Dachi 10 km về phía nam Kherson tuyên bố cho biết. Đoạn phim này cũng chỉ ra rằng các lực lượng Nga có thể không kiểm soát các hòn đảo ở sông Kinka và Chayka cách các vị trí định vị địa lý của Ukraine gần cầu Antonivka chưa đầy nửa km về phía bắc. ISW đã lưu ý rằng, vào ngày 20 và 22 tháng 4, các nhà báo quân đội Nga tuyên bố rằng các lực lượng Ukraine đã giữ các vị trí ở bờ phía đông của Kherson trong vài tuần, đã thiết lập các đường tiếp tế ổn định đến các vị trí này và thường xuyên thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Điều đó cho thấy rằng không có sự kiểm soát của Nga đối với khu vực. ISW đã lưu ý rằng một bản đồ chiến đấu của một blogger khác người Nga tuyên bố rằng các lực lượng Nga không kiểm soát một số đảo ở đồng bằng Dnipro cách Tây Nam Kherson. Điều đó cho thấy rằng các lực lượng Ukraine có thể đang tiến tới các đảo này. Các nhà phân tích cũng nhấn mạnh rằng một số nhà báo quân sự Nga phàn nàn rằng hỏa lực pháo binh cường độ thấp đã cho phép quân đội Ukraine đổ bộ lên bờ đông do sự tập trung hóa mức độ của Bộ Chỉ huy quân sự Nga các lực lượng Nga có thể đang ưu tiên duy trì phòng thủ ở các khu vực đô thị như Oashki và Nova Karkovka, khiến các hòn đảo ở đồng bằng sông Dnipro không có người ở, báo cáo cho biết. ISW đã nhấn mạnh rằng đây là lần đầu tiên họ công nhận lãnh thổ ở bờ phía đông của sông Dnipro ở Kherson do Ukraine kiểm soát, vì họ chỉ mới nhận được hình ảnh định vị đáng tin cậy về các vị trí của Ukraine ở bờ phía đông cũng như các báo cáo của Nga từ nhiều nguồn khác nhau về sự hiện diện tiếp tục của Ukraine trong khu vực. Natalia Humaniot, người đứng đầu trung tâm báo chí của Bộ Chỉ huy tác chiến Biden miền Nam, đã không xác nhận hai phủ nhận thông tin do isw cung cấp về việc các đơn vị lực lượng vũ trang đột bộ lên tảng ngạn Somnipro ở tỉnh Kherson. Công việc đầy thử thách vẫn tiếp tục khi cần phải vượt qua một chứng ngại vật như Somnipro, Do đó các điều kiện của hoạt động quân sự đòi hỏi phải giữ bí mật thông tin cho đến khi nó đủ an toàn cho quân đội của chúng tôi, bà Humanius nói. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại cho phòng bình luận hoặc gửi qua hồng thư htdnews.ptv@gmail.com. Một lần nữa đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin kế tiếp.